Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay rất là vui. Món quà sinh nhật của Peter nó đã về. Thật sự thì Peter mong cái này cũng 2 tháng nay rồi, mà cũng không có nghĩ là nó sẽ đến. Nhưng mà hôm nay đạp xe đạp xong về, mở cửa đằng trước ra thì thấy có nguyên một cái thùng nó to như vậy, mà nó lại để cái chữ là hàng dễ vỡ mà đến từ Việt Nam. Thì mình cũng không biết là cái gì trong này, mình cứ nghĩ trong đầu là ủa có mình có mua gì ở Việt Nam đâu, nhưng mà mình cũng hy vọng nó là cái món đồ của mình đã đặt ở bên Việt Nam 2 tháng nay rồi. Ngày hôm nay nó tới và đúng vô ngày sinh nhật của Peter luôn. Happy birthday to me. Thì đây là cái thùng ha, đóng gói rất kỹ. Hôm nay Peter làm cái video này tại vì cũng muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn nhận một cái món món đồ đến từ Việt Nam á thì nó như thế nào, cái bao bì của nó, cái đóng gói của nó như thế nào, thì Peter cũng mở ra cho các bạn xem luôn. Thì để mà các bạn có kinh nghiệm ha, sau này mới nếu mà các bạn mua cái đồ giống như Peter đây nè, Peter khoan một khoan nói là trong này cái gì, lát nữa lấy ra rồi các bạn sẽ biết luôn. Ok, nó đóng đóng gói gửi bằng UPS nha. Tại vì hồi xưa Peter ở Việt Nam á, thì Peter cũng gửi hàng bằng công ty UPS ở bên Việt Nam, nó cũng có UPS, nó cũng có FedEx. Đây nó gửi bằng UPS, gửi thẳng tới nhà luôn, thả ngay trước nhà luôn. Peter không có cần phải đi đi lấy gì hết. Nó đóng cái thùng bằng gỗ, và ở đây á, nó có ghi cái chữ á, là manual audit. Manual audit có nghĩa là cái tụi hải quan nhập khẩu của Mỹ á, nó đã mở cái này ra và nó đã coi coi trong này là cái gì, có phải là đồ đồ quốc cấm không rồi nó mới cho đi. Thì hình như là ở đây nó mở rồi, nó cũng hơi hơi nứt nứt chút xíu nhưng mà không sao, để Peter cạy nó ra cho các bạn xem. Đây là cái thùng cạch tông, áo ngoài cạch tông bằng gỗ. Gửi quà từ Hồ Chí Minh, công ty Funi Express. Cái này là chắc là công ty này là công ty làm việc với lại UPS, công ty vận chuyển làm việc chung với UPS. Đây, lấy cái miếng này ra. Wow, cái miếng này có đinh nha. Đây là cái nắp nè, lấy ra. Nó chỉ là cái thùng gỗ thôi. Cái này lát nữa Peter phải bỏ ra ngoài chứ không nguy hiểm đạp lên. Thôi bây giờ dựng ở đây đi. Chà, có đinh này thấy cũng nguy hiểm quá. Lát nữa phải bỏ đi liền tại vì bà xã bà lái xe về. Ok. Trong cái thùng này thì thật sự á là đóng gói rất là kỹ. Đóng gói bằng cái thùng cạch tông trước ha. Cạch tông rồi ở ngoài cái thùng cạch tông á mới là đóng một cái thùng gỗ cho nó đúng cái kích thước luôn, để nó khi mà vận chuyển cái này á nó không có ép, nó không có bể cái thùng cạch tông. Rất là hay. Ok, cái thùng gỗ này. Thôi bây giờ vậy đi, Peter sẽ để nguyên như vậy, sẽ mở cái nắp này ra thôi. Đây có ghi tên của Peter nè, Hưng Phạm, USA. Bây giờ lấy cái dao lam mở cái nắp ra. Đóng gói rất là kỹ luôn này các bạn, nhìn các bạn nhìn nè. Cái này là thùng cạch tông ha. Thùng cạch tông, rồi ở ngoài thùng cạch tông thì có cái thùng gỗ. Ồ, cái thùng gỗ này cứng nha, để Peter. Đúng rồi, làm về rất là hay nè, để mà có vận chuyển á, nó không có bị gãy, nó không có bị bể đồ ở trong, tốn thêm một chút tiền nhưng mà chắc chắn. Ok, bây giờ Peter không có lấy cái thùng này ra làm chi, Peter để nguyên như vậy, cắt cái hộp này ra thôi, lấy cái dao lam cắt cái miếng này. Bật mí cho các bạn luôn, cái này là cái sườn xe đạp mà Peter đã đặt qua bạn Huy, công ty làm xe đạp của bạn Huy, MG Bike. Đây là cái chiếc S-Work mà Peter đã đặt, S-Work SL8. Để gần xuống cho các bạn xem. Giờ Peter sẽ lấy từng món ra và đặt lên cái bàn ở đằng sau. Rồi lát nữa sẽ cho các bạn thấy cái tất cả những cái món đồ luôn. Cụ thể. Thưa các bạn là Peter cũng đã đợi cái này 2 tháng nay rồi, rất là mong để được cái này, tại vì Peter sẽ tháo cái bộ Dura-Ace của cái chiếc Pinarello ra
và lấy cái bộ đó gắn vô cái bộ này, gắn vô cái sườn SL8 này và ra đạp. Thì cái công việc đó Peter sẽ bắt đầu làm thứ hai. Ngày mai là birthday của Peter thì không có kịp rồi, mình không có ráp cái này vô kịp để mà đạp. Thì ngày mai lấy xe đã có ra đạp. Nhưng mà hôm nay rất là happy là cái món quà birthday của Peter nó đã về. Ok, đây các bạn thấy. Đóng gói rất là kỹ luôn. Đó, ở trong cái hộp này nó là như vậy. Đó, đây nè. Gói, đóng gói và bó nó với những cái bubble wrap rất là đẹp. Giờ Peter lấy ra. Đây. Nhìn là mình biết cái sườn rồi. Đây cái sườn xe đạp ha. Đây là cái cổ đằng trước, cái cổ đằng trước. Cái này là cái yên xe đạp. Cái cột yên. Và đây là cái tay lái. Đây là cái cổ cổ tay lái đây. Và có dán một số những cái đồ phụ tùng để Peter ráp. Wow, gói rất là gọn luôn các bạn. Các bạn xem nè. Đó, đóng gói rất là gọn luôn. Như vậy cho nên hồi nãy Peter nhìn cái thùng này, Peter nói ủa sao? Peter cũng nghĩ là chiếc xe đạp nha. Peter nói ủa sao cái xe đạp gì mà nó nhỏ vậy, nó ngắn vậy? Thì đúng là bỏ vô như cái kiểu này thì rất là vừa. Bây giờ Peter đặt cái này lên bàn trước đi cái đã. Để coi trong cái thùng này còn cái gì nữa. À, Peter có cái áo UAE. Đợi chút. Peter tháo cái bông tai này ra. Wow. Hơi bị đẹp luôn. UAE. Áo màu hồng luôn nha, áo Giro màu hồng luôn. Wow. Tuyệt vời. Quá đẹp. My gosh. Thank you Huy nha. Cảm ơn em. Đẹp quá. Lát nữa anh mặc vô coi coi như thế nào. Ủa sao có hai tái hai cái ta? Còn cái này là áo gì đây? À đây thêm một cái áo nữa. Cái áo này là cái áo của công ty của Huy, Huy tặng. Đặc biệt là cái áo này là áo tặng, cái này là cái áo team, MGB team. MGB. Đó. Đẹp không? Wow, thank you Huy nha. Áo này đẹp quá. Mà Peter có hai cái luôn. Wow. Thank you. Ủa sao có hai cái luôn? Cảm ơn nhiều nha. Chắc là tại vì nó đẹp quá cho nên một cái Peter mua và một cái tặng cho Peter. UAE, cũng UAE áo màu hồng. Áo màu hồng của Tadej Pogacar đó là một trong những vận động viên mà Peter mê mê thích, đó là Pogacar. Ta đi Pogacar. Ok, như các bạn thấy nè, ở trong này không còn cái gì nữa. Thì bây giờ như vậy để an toàn á, Peter sẽ gắn cái này lại và đem ra ngoài, để đem ra ngoài sân để, tại vì không thôi mấy cái đinh này nó mình đạp vô cái đinh này cũng không tốt đâu. Rồi, bây giờ mở từng bộ phận ra. Vào đóng gói rất là tốt luôn. Nó là cái này đây, đóng gói như vậy đây. Đó, cho các bạn thấy ha. Nếu các bạn muốn mua những cái sườn như vậy thì cứ liên lạc Peter và Peter sẽ cho Peter sẽ kết nối với lại bạn Huy. Rồi anh em trao đổi qua lại ha. Tiền bạc như thế nào đó hoặc đặt mua cái gì đó thì anh em cứ trao đổi. Peter chỉ làm cái việc là kết nối hai bên thôi, giới thiệu hai bên thôi. Ok, lấy từng món ra. Đó là cái một. Bây giờ lấy cái mình phải cẩn thận. Lát nữa Peter lấy xong rồi Peter sẽ cân từng món coi coi nó như bao nhiêu. Ủa sao đưa tới hai cái cổ cổ là à chắc là cái cổ này, à cái cổ này gửi cho anh Luân, à gửi giùm cho anh Luân. Rồi lát nữa Peter sẽ liên lạc với Luân, tại vì hình như cái xe đạp của Luân nó bị hư cái cổ thì cái này gửi cho Luân đây. Chê, chắc phải trả tiền Luân quá.
Nói giỡn thôi. Luân cũng là bạn đạp chung với Peter. Thì giờ Peter bỏ cái này qua một bên. Còn cái cổ cổ tay lái này là của Peter. Cái này là cái bịch, cái túi có tất cả những thứ lặt vặt để ráp chiếc xe. Bây giờ mình bóc cái sườn ra coi coi nó như thế nào ha. Kỳ này á, Peter đặt cái sườn này là cái sườn S-Work SL8. Cái mẫu này là cái mẫu của Bora, của team Bora, là cái team mà bây giờ có thằng có thằng, vận động viên Primož Roglič đạp á. Peter nói thật với các bạn á, Peter cũng rất là thích Primož Roglič, tại vì Peter thích cái cá tính của him với lại cái cách đạp của nó. Peter cũng mong là kỳ này Tour de France là bắt đầu là ngày mai luôn. Wow, ngày mai là ngày birthday của Peter và đúng vô ngày 29 tháng 6 là ngày Tour de France khởi động luôn. Wow, tuần này nó có nhiều cái đặc biệt quá. Đúng rồi, ngày mai là Tour de France. Thì team Bora là cái sườn này là cái sườn mà đặc trưng của team Bora. Peter đặt cái sườn này. Cái màu và cái design tất cả mọi thứ là của team Bora. Team Bora bây giờ có đem Primož Roglič về để đua, làm leader. Thì hy vọng năm nay một là Pogačar, Peter thích Pogačar nhất. Nếu mà không được thì Peter muốn là Primož Roglič thắng giải. Chứ thật sự thưa các bạn á, Jonas Vingegaard đó, Peter thích không thích hắn lắm. Tuy là hắn đạp và thắng giải Tour de France 2 năm liên tiếp, nhưng mà thưa các bạn, Peter không thích là tại vì cái cá tính của him với lại cái cách đạp của him với lại cái cách xã giao Peter không thích. Cái cách mà xã giao với lại quần chúng, với lại interview, với lại TV, với lại cái con người là Peter thích Pogacar hơn. Và lại cái cách đạp của Pogacar là tấn công, khi nào mà có sức là tấn công. Chứ không có nhường, không có nhịn, không có gì hết, là chơi hết mình. Peter rất là thích cái cá tính đó. Cũng Primož Roglič cũng vậy, là lúc nào có sức là đạp hết mình. Còn Vingegaard đó thì dĩ nhiên là Vingegaard là giỏi rồi, nhưng mà Peter không có thích cái cá tính của Jonas Vingegaard lắm. Cho nên tuy là Hy có cái đồng đội Jumbo Visma rất là mạnh để mà giúp him thành công, nhưng mà đối với cá nhân thì Peter lại không thích Jonas lắm. Peter thích Poggi với lại Primož Roglič. Anh Peter nói nhiều quá anh ơi, anh bóc ra nhanh nhanh đi cho em coi. Wow, từ từ nha, đừng có hấp tấp. Cái này mình phải làm từ từ, không thôi nó rớt xuống đất là uổng lắm. Wow, cái sườn ơi, đẹp quá. Có một chút cái màu xanh nó lòi ra cho các bạn xem rồi nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh Peter ơi, mở ra nhanh cho em coi đi anh Peter ơi, đừng có làm em hồi hộp. Anh cũng hồi hộp lắm em ơi. Đẹp quá ơi. Khoan, bây giờ như vậy đi, để cái thằng này từ từ. Bây giờ mở mấy cái phụ tùng trước đi, rồi mình mới tới cái thằng quan trọng, ok? Dẫn nó qua đây đi, không thôi nó ngã. Bây giờ mình mở cái cổ tay lái này ra. Peter làm hồi hộp quá. Anh đừng làm em đứng tim nha. Thưa các bạn là Peter chơi những cái sườn Trung Quốc. Tới ngày hôm nay Peter không có ngần ngại mua nó, nhất là mua qua bạn Huy. Thì chất lượng là Peter tin tưởng rồi, tin tưởng cái người bán. Ok, thì cái người bán người ta bán cho mình chất lượng đàng hoàng thì người ta mới uy tín, người ta mới làm ăn lâu dài được. Và mình thích thì mình sẽ giới thiệu nhiều. Còn chứ nếu mà buôn bán mà làm ăn ẩu, rồi làm ăn gian dối, hoặc là làm ăn mà không có tín nhiệm rồi này kia là nó sẽ không có bền. Cho nên ngày hôm nay Peter có cái sườn SL8 này. Wow, trời ơi, mừng quá. Không ngờ hôm nay đi ra đạp, không ngờ đi về lại có quà nữa, chết chứ. Tuần này nhiều quà quá. Mới mua đôi giày đẹp lắm, đôi giày màu đỏ Giro Imperial ra đạp. Mua đôi giày màu trắng Imperial đẹp quá, đạp ngon quá, đi lên mạng thấy nó rẻ quá, mua luôn màu đỏ. Oh, wow, nhẹ tưng rồi nha. Bây giờ lát cái lấy cái cân ra cân liền thôi, quên. Peter cân xong rồi Peter sẽ
ghi xuống. Tại khi mình ráp cái xe đạp lại rồi mình lại không có cái cách mà để mình cân từng miếng. Ok. Đẹp lắm các bạn. Nhẹ tưng luôn. Rovan. Cái này á, Peter đặt đó là bề ngang là 40 và cái cổ cái bô tăng á, là 100. Để coi coi có đúng vậy không? Để Peter đi lấy cái kiếng và lấy cái cân. Cái này là cái cổ nó ghi là 100. Cái độ angle cái angle xuống của nó là 6 độ xuống. Bề ngang nó là 38. Ok, 38 Peter còn thích nữa. 38 chứ không phải là 40, 38 đạp sướng nữa. 38 có nghĩa là bề ngang. Bề ngang 38 là vừa với lại cái vai của Peter luôn nè. Thì những cái thông số nó ghi dưới đây. Tại vì lý do Peter muốn cho các bạn thấy kỹ cái này là tại vì giờ Peter chưa có ráp cái xe đạp á, thì mình có thấy được tất cả những cái chi tiết thông số luôn. Khi mình siết cái này nó ghi 5.1 Newton-meter. Cái này là cái mà nó cho mình biết là khi mình siết con ốc này mình phải dùng cái torque wrench á, mình siết cho đúng. Rồi, cái này là cái cổ. Peter sẽ cân bao nhiêu gram. Cân nha. 320 342 gram. Làm lại lần nữa. 342 gram. Rồi. Bây giờ tới cái phần này. Ok, cái này là cái cột yên. Hồi hộp quá. Wow. Trung Quốc bây giờ nó làm đồ chất lượng lắm nha các bạn. Peter có một cái video về cái cặp bánh xe. Peter đang edit sẽ lên cho các bạn xem sớm. Đây, đây cái cột yên. Cái cột yên này nó ghi fat carbon. Và nó có những cái lằn, những cái mức này để mình lúc mình gắn vô mình biết là mình ở cái mức nào để mà dễ chỉnh chiều cao của cái cột yên. Và ở đây là cái chỗ mà mình để cái gắn cái cục pin nè, cục pin mình đúc ở dưới lên. Tại vì cái chiếc này Peter sẽ gắn DI2 chất lượng, kiểm tra luôn, không có cái chỗ nào chạy chỗ hết. Đó, ok, Peter sẽ cân. Bao nhiêu? 220. 220 gram. Làm lại cái nữa đi. 220 gram. Bây giờ tới cái cổ, cái phần lần trước đây, cổ cái lái. Đã quá, hôm nay giống như là một đứa bé mà được gọi là được quà mà gọi là được bố mẹ tặng quà đó, mừng quá. Thật sự hôm nay vui bất ngờ nha, thật sự Peter không nghĩ là cái này nó tới. Peter cứ nghĩ là chắc cái này cũng phải một thời gian nữa, một tháng, hai tháng gì đó. Peter không có, không biết là hôm nay tới luôn. Huy âm thầm gửi cho Peter mà không nói là đã gửi. Giống như là muốn muốn cho Peter mà gọi là nhận được cái là bất ngờ vậy đó. Mà thiệt hôm nay nhận được bất ngờ thiệt luôn, không có ngờ là ngày hôm nay nhận. Mà cũng hên cái là không biết làm sao Huy biết là Huy đâu có biết birthday của Peter đâu mà gửi, mà sao nó hên cái là nó rớt vô đúng ngày birthday luôn. Hay thiệt. Đang kêu. Wow, bóc mấy cái này ra không mà cũng hồi hộp ghê. Đây, đẹp quá. Cái mấy cái mousse này thì bỏ thôi. Wow. Làm sao mà nó có thể đẹp dữ vậy ta? Cổ cổ tay lái, cổ xe đạp đây. Specialized. Specialized. Chỗ này là chỗ gắn cái brake nè, cái thắng dĩa. Bộ thắng dĩa. Trong này hơi dơ chứ cũng, cái dơ này không sao, lau đi thôi. Và ở trong này á, có một màu màu xanh lạc, neon green, giống như là neon green. Đây là cái đặc trưng của cái màu Bora luôn, bản copy y chang luôn. Đẹp quá. Cái fork đằng trước nè, cân nó bao nhiêu? 424 gram. 424 gram. Làm lại cái nữa. 424 gram. Rồi, ba cái món này bỏ qua một bên. Bây giờ coi mấy cái lặt vặt trước đi, rồi lát nữa mình mở, làm cái sườn sau, mở cái sườn sau. Cái đó là cái chính á, cái sườn là cái chính, lát nữa mình mở sau. Bây giờ cứ mở mấy cái đồ mà lặt vặt trước đi.
hy vọng là không có thiếu cái gì để mà Peter đủ để ráp cái xe đạp. Chứ mà thiếu, nhiều khi mình đang ráp nửa chừng cái xe đạp mình bực mình lắm, thiếu đồ cái xe đạp nó không có hoàn thiện là không lại không đi đạp được. Đây là cái bịch có đầy đủ đồ để mà ráp xe đạp. Cái những cái đồ lặt vặt ở trong này, ốc rồi những cái đồ để gắn ngay cái head tube nè, gắn cái tổ nè, có bạc đạn luôn rồi nè, có bạc đạn này là bạc đạn ngay cổ nha, trên cổ. Cái này là cái mà để gắn pin nè, gắn pin DI2. Ok, coi như là cái này cũng đầy đủ đồ. Feeder thắt nó lại, thôi nó rớt mất một cái gì đó, lúc đó mình cũng làm việc cũng thiếu, cũng đầy, không bực mình lắm. Rồi bây giờ tới cái chính. Không, bây giờ như vậy đi, mấy cái đồ lặt vặt này cũng cân một cái đi. Accessory 230g. Rồi bây giờ tới cái sườn. Cái này chắc phải bỏ qua bên đi, không thôi nó rớt. Tuần tới thứ hai Peter sẽ bắt đầu một cái series là Peter sẽ tháo cái xe Pinarello ra và bắt đầu cái giai đoạn ráp cái xe mới. Nó đây. Bây giờ tháo nó. Cái này phải cẩn thận, tháo cẩn thận. Cái này sơn và làm cái sườn này. Cái sườn này thì ở Trung Quốc nhưng mà sơn này kia là Huy làm luôn. Có nghĩa là cái sườn này là cái sườn thô, cái sườn carbon thô, chưa có sơn phết gì hết. Rồi nếu mà mình muốn sơn, mình muốn lên cái màu nào á, thì lúc đó Huy làm theo nhu cầu. Kỳ này á, Peter đã dặn Huy, dặn kiến càng á, là chạy dây sẵn. Ôi chết cha, cái này nó bị chày, bị xước ở đây. Không phải lỗi Peter đâu nha, cái này là nó có sẵn rồi nha. Nhưng mà thôi, bây giờ sao bây giờ, không lẽ gửi về Việt Nam trước xài thì cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên là phải bị rồi. Khi ra đạp thì nó cũng sẽ chày, nó cũng sẽ xước thôi, không có cái gì nó perfect hoàn hảo, cho nên mình phải thông cảm, chấp nhận và thông cảm, không có cái gì nó perfect hết đó. Nó đây các bạn, cái sườn nó đây. Trước khi đi tới khoe các bạn á, thì bây giờ để Peter cân nó luôn đi, tiện ngay đây cân nó luôn. 788 grams. Cái sườn này là một trong những cái sườn nhẹ đó nha các bạn, nhẹ đó. Giờ để cân lại đi. Nãy làm không đúng, nãy để không đúng, thật sự nó là 942 grams. 942, tại vì hồi nãy để cái chân nó tựa xuống cho nên nó khác. Nói lại nè, cân lại nè, 942 grams. Bây giờ tới cho các bạn xem, đây cái sườn đây, đẹp không các bạn? Cái màu này là cái màu của Bora luôn. Bora, đây, Bora hand scroller, đó, đẹp không các bạn? S-Work. Đây có chữ Project Black Made in Racing là sao không hiểu. Không biết là cái chữ này là cái chữ, có phải là cái chữ của nó không. Cái này là Made in Taiwan, Project Black Made in Racing. Sao bên này nó lại có cái chữ hồng ta ha. Không biết cái chữ hồng này có phải của nó không, Peter không biết nha. Bên này thì là chữ trắng. Dây Peter đã dặn là chạy dây sẵn rồi. Bây giờ chạy dây sẵn rồi, Peter chỉ cần kéo thôi. Kéo dây thôi. Để coi dưới nó có cái gì không. Trời, nó có serial number nữa, nhưng mà không biết cái serial number này bấm lên nó như thế nào. Nhưng mà thôi, dán đây sẵn rồi. Taiwan tháng 10, ngày 1. Ngày 1 tháng 10 hay là 10 ngày 10 tháng 1, tại vì bên Mỹ là viết tháng trước và ngày sau rồi tới năm, còn bên nước Á Châu mình hình như là viết ngày trước rồi mới tháng, có nghĩa là ngày 10 tháng 1 năm 2023. Serial number Taiwan, skill number, nó có cái skill number mà cái này nó nói mình peel me, có nghĩa là mình có thể bóc này ra cho nó đẹp. Peter sẽ bóc cái này ra,
giờ ráp xe xong rồi bóc. UCI, ồ cái này dán, dán méo rồi. Fila sẽ bóc này ra dán lại. Size là 49. Kỳ này Fila đặt cái chiếc này là 49. UCI frame set, UCI frame set 49. Đó, đây các bạn thấy không, đẹp không? S-Work, chữ S-Work, Specialized S-Work. Bên này cũng Specialized S-Work. Đây có cái tên của đội Bora Hansgrohe. Bora Hansgrohe là của Đức, đội Đức, đội này của Đức. Bây giờ có Primoz Roglic đạp năm nay Tour de France thì hy vọng là Primo làm được việc ha, được lên podium, không biết hạng nhất, hạng nhì, hạng ba gì đó mình không biết, nhưng mà Peter thích Primoz, muốn Primoz lên, và Peter thích Pogacar, muốn Pogacar thắng, còn Vingegaard thì Peter không thích lắm. Tarmac, cái này là Tarmac, cái này là cái mẫu Tarmac S-Work Tarmac SL8, nhẹ nha các bạn, nhẹ tưng à. Bây giờ Peter sẽ dọn đồ qua một bên, cất cái này, cất cái sườn này qua một bên. Thứ hai sẽ bắt đầu làm việc với nó. Hồi nãy bị chày ở đây, xước ở đây. Cái này thì Peter lấy cái viết màu đen, cái viết lông màu đen Peter to thì cũng được, nhưng mà không sao, tại vì một chiếc xe đạp, thưa các bạn, nó đối với Peter nó chày chỗ chút xíu cũng sao, mình đâu có thể mà perfect được, tại vì mình sẽ đạp nó hàng ngày mà. Và chất lượng ngon quá ta, ngon lắm các bạn, chất lượng rất là ngon luôn, mà nó nhẹ nha. Ok, đây là cái unboxing cái sườn S-Work SL8 mà Peter đã đạt được từ từ lúc đặt tới ngày hôm nay là 2 tháng rồi, thì Peter mong đợi nó khá lâu. Giá cả thì Peter khoa miễn nói, nếu mà các bạn nào muốn đặt cái này á thì cứ nhắn cho Peter qua Facebook hoặc là Messenger gì đó, thì Peter sẽ kết nối với lại bạn Huy và từ đó đôi bên trao đổi giá cả, mẫu mã. Ngoài cái sườn này thì cũng sẽ có nhiều cái sườn khác, thì cái việc mà trao đổi đó thì các bạn trao đổi, Peter chỉ là người kết nối hai bên thôi, Peter không có dính líu vô cái vụ mà trao đổi và mua bán tiền bạc gì hết đó, Peter chỉ là cái người giới thiệu dùm cho Huy thôi. Ok, tại vì Peter thấy là đây là một cái sản phẩm mà chất lượng tốt mà giá tiền rất là mềm, rất là rẻ. Ok, tại vì cái này là hàng Trung Quốc, hàng nhái của Trung Quốc chứ không phải là hàng thiệt nha. Hàng thiệt thì cái này mình mua rất là mắc. Peter mua cái này là hàng nhái, có sao Peter nói vậy. Tuy nhiên Peter đã đạp hàng nhái rồi mà Peter hoàn toàn tin tưởng với lại cái chất lượng, và Peter không có ngần ngại để dùng nó. Thì đây là một trong những cái trải nghiệm Peter muốn trải nghiệm cái sườn này. Sau cái sườn này Peter sẽ trải nghiệm những cái sườn khác nữa, ví dụ như là Conago hoặc là Trek. Hai cái sườn đó là hai cái sườn Peter thích, thì sắp tới là Peter sẽ trải nghiệm hai cái sườn đó. Nhưng mà trước mắt là Peter đã đạp cái chiếc Pinarello Dogmata F rồi, thì bây giờ Peter sẽ trải nghiệm cái S-Work này, SL8 này, với cái kích thước Peter là đạp là kích thước 49. Rồi, thân mến chào các bạn nha. Nếu mà ai muốn đặt mua thì nhắn cho Peter, Peter sẽ kết nối với bạn Huy. Bye bye. Happy birthday to me.